ngón. Chào mọi người nha. Hôm nay là mình sẽ đi cắm câu nha mọi người. Hôm nay là mình cắm bằng mồi mồi dế nha. Mình vừa đi mua dế về này, 10 ngàn dế này. Đấy. Nói chung là mồi dế thì mình cũng chưa cắm bao giờ đâu. Mình mồi nhái thì mình có cắm rồi nha, nhưng mà mồi dế thì mình chưa cắm. Hôm nay là mình sẽ đi cắm thử mồi dế nha mọi người, cắm cái chỗ mà cái hồ mà mình hay câu bữa trước đó mọi người. Đây, mình đã mua 10 ngàn dế, nói chung khá nhiều ấy. Chắc có được 5-60 con gì đấy luôn á. Rồi, giờ mình bắt đầu đi cắm nha mọi người. Rồi nha mọi người, mình đã tới địa điểm câu rồi này. Vẫn là cái hồ quen thuộc của mình nha mọi người. Hôm nay thì mình câu 2 lễ mồi nha mọi người. Để cái túi lưới để mà mình có cá thì mình bỏ vào này. Đầu tiên thì mình sẽ câu mồi mồi giun, mồi trùng trước nha mọi người. Đấy, mình buổi chiều là mình câu mồi đó trước để mà khi nào mình cần tối mình cần về mọi người là mình sẽ lắp mồi con dế đây nha mọi người. Mình để túi lưới cho mọi người này. Đấy, mình sẽ câu 2 lễ mồi. Mồi dế là mình để mình câu ban đêm để mà có cá chê hay là cá lóc buổi tối đi ăn nha mọi người. Còn giờ là mình sẽ lắp cái mồi giun trước nha mọi người để mà câu con cá rô phi này, rồi cá chê, cá lóc thì cũng nhất đấy, nhưng mà mình chiều tối mình muốn thử mồi dế như nào thôi mọi người. Bây giờ mình sẽ lắp hết nha mọi người. Khi nào mà mình đi thăm câu mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Rồi nha mọi người, mình đã cắm câu xoáy rồi nha mọi người. Giờ mình sẽ đi lại đầu bên kia. Này đầu tiên mình cắm bên đó mọi người để mà đi thăm câu nha mọi người. Giờ là mình sẽ thăm câu là mình sẽ cắm mồi giun thôi để cho nó nghe mùi nó nhẹ mọi người. Chứ buổi tối thì mình sẽ cắm mồi dế nha mọi người. Lúc mà cần về mình sẽ cắm mồi dế. Bây giờ mình bắt đầu di chuyển ở đó nha mọi người. Mồi trùng mình còn ít này. Đây nha mọi người, con dế đó mọi người, mình đã lắp con dế xong rồi nha. Kiểu như là mình vừa đi thăm rồi mình lắp con dế vào luôn. Giờ cũng tầm 5 giờ mọi người, nói chung là mình lắp sớm rồi mình về sớm. Đây mình đã lắp xong rồi nha, con dế này mình nha mọi người. Đấy. Mình chơi cái cần bằng cái cây này luôn nha mọi người. Để nó nguyên như vậy luôn. Rồi. Giờ mình tiếp tục đi lắp cái mấy cái cần kia nha. Có gì con gì mình sẽ quay cho mọi người cùng xem luôn nha. Ngón. Hey. Cá rô phi rất là bự. Được. Đây mọi người. Con cá đầu tiên của mình nha. Ăn mồi giun nha. Rồi, vậy là được một con rồi đấy. Tiếp tục có hàng anh em ơi. Cái gì đấy? Cá lóc. Đồ cá lóc mọi người này. Bây giờ đã ghê nhá, được một con cá lóc đầu tiên của ngày hôm nay. Để dính như bằng mồi giun thôi nha mọi người. Được mồi giun cũng hiệu quả gớm ấy. Được rồi. Mình vừa cắm mồi dế chỗ này xong, nhưng mà cái cần này thì dính rồi sao mọi người. Ồ, dính rồi mọi người ơi. Cá rô nhỏ này. Đây mọi người. Nói chung là câu giun nó hay dính cá rô này lắm. Nên là mình muốn câu thử bằng con dế để nó có thể dính cá lớn hơn mọi người. Cái này là có động tĩnh nước. Thấy nước nó rung rung. Xem nào, dính cá gì nào. Ồ, cá lóc tiếp mọi người ơi. Đây nha mọi người, một chú cá lóc con. Cái đây thì cũng dính rồi, nhưng mà chắc là cá nhỏ thôi. Thôi nó giật 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 nhẹ lắm mọi người. Ồ, lại cá lóc nữa. Ủa, toàn cá lóc không mọi người ơi. Đây này. Đấy, cá lóc cỡ này không ạ? Mấy con toàn cá cỡ này không? Chào buổi sáng nha mọi người. Giờ là tầm 5 giờ rưỡi buổi sáng mọi người. Mình bắt đầu đi thăm câu ngày hôm qua nha. Chiều ngày hôm qua thì cũng dính, nhưng mà toàn là dính mấy con cá lóc nhỏ rồi cá rô thôi. Mình hy vọng là sáng hôm nay là sẽ có dính gì đó to hơn nha mọi người. Nói chung là mình đi cắm câu thì mình
nó hơi hộp nhưng mà mình cũng không biết được là nó là có dính hay không nữa. Thôi mà mình cứ đi thăm nha mọi người. Chỗ này thì mình có đặt mình có cắm 2 cái cân này. Cái này hôm qua là mình vẫn để mùi giun nha mọi người, tại kiểu như là chỗ này nó nhiều cây rậm rạp quá, mình vẫn để mùi giun mọi người. Đủ, nhìn rồi, cá lóc, đủ để mùi giun chứ cá lóc mọi người ơi, đây lóc đầu tiên của buổi sáng luôn, quá đẹp luôn mọi người, ồ cái để mùi giun mà giun cá lóc. Chắc là mình câu giun nó ngon hơn mọi người ơi. Không biết là mình câu bằng cái con chế nó dính không nữa. Nhưng mà đây là cái câu giun đầu tiên mọi người này. Dính luôn này. Rồi thì tiếp tục mọi người nha. Có cần nào dính thì mình sẽ quay nha mọi người. Đỡ phải mất thời gian nha mọi người. Đây mọi người. Mình đang cỡ cái con kia ra xong mình đi đăng kia mình móc phải tay nha mọi người này, vào rất là sâu luôn này. Đấy, lấy câu này, mình tháo nãy giờ không ra luôn á. Nó cắm xong rồi nó có cái cờ để mà giữ lại mọi người, đây này. Đấy, dính vào tay này, hết cỡ luôn. Bây giờ không biết cách cỡ luôn á. Mà mình thăm mình chưa xong, mới thăm được mới có 5-6 cân rồi mà bị dính tay rồi. Cân quá. Cái cần này bị kéo lút xuống kia rồi mọi người ơi. Mình nghĩ chắc có cá to mọi người. Đây tay mình đây, dính ly câu đây mọi người. Này là phải mang về nhà tháo thôi, chứ giờ không tháo được nữa rồi. Đây này. Đấy. Và mình sẽ xuống mò thử cái này nha. Xem để biết là còn cái gì đây. Lôi lút cần mình này. Đây này cần này. Đấy, cần đây này. Ồ, sợi nó hay sao vậy? Không nghe động tĩnh hết rồi. Ôi đù, chắc sợi rồi mọi người ơi. Ồ, sợi rồi mọi người. Đây này. Kêu lút cần luôn mà vẫn bị sợi này. Ồ, tiếc kìa mọi người ơi. Kéo rút ra kia luôn ạ. Ai da, biết mày là ngày xui rồi hay sao vậy? Kia thì mình cắm bằng câu mồi dế thì nó vẫn còn nguyên luôn. Cái này thì bị quấn xuống dưới đó mọi người này. Cứng dây luôn ạ. Biết là còn hay không nữa đây. Nhưng hôm nay lại bị cháy nữa. Sảy rồi quá, không nghe gì hết nè. Lại sảy nữa mọi người ơi. Đây, lấy câu đây rồi, sảy rồi. Sáng nay bị xui rồi. Câu dính tay rồi còn bị sảy nhiều nữa. Đây không dính đâu. Cái này thì dính cá chê to mọi người. Đây này. Đấy cái chê này mọi người này. Thấy chưa? Cái đầu này này. Thấy chưa? Rất là to luôn. Đây đấy. Giờ mình sẽ bắt nó lên nha mọi người. Không là nó sẽ bị sảy nữa. Đây nha mọi người. Kết quả của chiều ngày hôm qua với sáng ngày hôm nay nha mọi người. Đây chiều ngày hôm qua này. 1, 2, 3, 4, 5. Mình có để trong túi lưới đây mọi người này. Để mình giữ cho nó sống mọi người. Còn đây kết quả của sáng ngày hôm nay này, được 2 con này. Mình đổ đây nha. Đấy. Được một con cá lóc bự này. À, không phải cá chê bự này. Đấy, một con cá chê. Và đây là cá lớn nhất mà dính ngày sáng ngày hôm nay này. Đấy. Đây.
Cá này là cá lớn nhất này, móc rất là sâu luôn, khỏi tháo luôn, để về nhà mình mới tháo được này. Đấy, nói chung là khá là sâu đấy, mình kéo ra mà nó không đứt nổi luôn, mà da mình nó rất là dày luôn. Rồi, vậy là kết quả ngày hôm nay là dính được con cá rất là to nha, bằng tay mình luôn nha mọi người. Bây giờ mình dùng video tay nha mọi người. Rồi, hôm nay là do là cái tay mình đau mọi người, mình quay không quay được mấy cái cảnh kia, nói chung là đủ mệt lắm, tự nhiên bị dính tay này nhá. Rồi, dừng video tại đây nha mọi người, hẹn gặp mọi người vào những chuyến video tiếp theo của mình nha.